thì ra mẹ đốp mời ông đi đánh chén cái hoàng thầy. Ơ này mẹ đốp. Dạ. Ông bảo đầu làng ta có cây cổ thụ, cứ bắt cha con phú ông phải ngã cây gỗ ấy xuống, sẽ cho mỗi cụ một cỗ hậu sự. Dạ. Cũng đỡ cho con cháu hử. Dạ. Mời cụ ra việc là con còn phải đi mời cụ thầy đây. Ừ. Ừ, lão đi đánh chén cái hoàng thai. Ấy cứ là 4182 mỡ nhờn môi sướng không gọn được. Ở bì dai thì lão khước. Mẹ đốp. Dạ. Chỗ ông ngồi đâu nhỉ? Dạ, mời cụ. Cứ bàn nhất cụ ngồi à? Ừ, bàn nhất là phải rồi. Ở hiền gặp lành, ở quý gặp ma, giả dối thì gặp dối giả. Cái lão phú ông ăn ở trả ra cái quái gì ấy, thế cho lên con thị màu nó mới bị chừa. Mắt này, mồm mũi này. Chết chừa. Cái gì thế hả cô ơi? Vớ được chú rồi đó. Sao cô biết đấy ạ? Tao tóm được cái vòi khố nó dài thằng nhẵng ra đây này. Tha làm phúc nhá. Ôi dồi, nó bay, nó bay. Đốp đốp, đốp đốp. Dạ, con đây ạ. Ngôi thầy đâu hả con? Dạ, cứ vai vế thầy ngồi ạ. Ừ, cứ vai vế ngồi à. Cứ vai vế ngồi. Rồi, cứ vai vế thầy ngồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đốc, 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 đốc. Sao thế hả con, sao thế hả con? Mẹ đốp. Dạ. Mày sắp đặt thế nào mà lại để lão mù dở ấy trèo đầu cưỡi cổ ông hả? Dạ, cụ thầy kém mắt nên ngồi nhầm vào vai cụ một tí thôi ạ. À, đồ đấy à. Kém mắt, không trông thấy gì. Đồ bỏ quá nhá. Khất lỗi. Thầy chạy. Rõ là cái đồ mù dở. Đồ điếc dở. Mù dở. Đồ điếc dở. Mù dở. Sao ghê là không thể cứ để nó bé rầm lên thế hả con? Dạ. Đấy là cụ Hương ra việc làng, chứ dê đâu ra mà thịt à? Hương à? Thế mà tao cứ ngỡ là dê. Chiếu trên tiệc thọ, chen nhau vai tớ. Là thế thôi rồi. Rồng giữa đình chung, vắt nóc ngồi. Hả? Cái gì? Cái gì? Ôi trời ơi! Ôi trời đất ơi! Đốp đốp! Thế sao thế hả con? Sao thế hả con? Đứa nào nó lại ngồi cả vào đầu thầy thế này? Dạ, cụ ngồi nhầm vào ngôi của cụ Hương nên cụ Hương đòi đấy thôi à. Hương đấy à. Mắt mũi không trông thấy gì. Bỏ qua cho nhé. Khất lỗi. Này các cụ ơi, đập mõ không tày gõ thớt. Ta ra đây việc làng, hãy cứ bảo anh xã anh ấy cho đánh chén bữa tẩy trần cái đã hử. Cứ phải đánh chén cái đã các cụ ạ. À, chào các cụ. Anh xã đấy à? Việc làng việc xã mà anh cứ bỏ các cụ ngồi chỏng chơ ra. Thưa các cụ, phép vua thua lệ dân. À,
làng ta xưa nay là lệnh nghiêm phép công. Hả? Mà thế mà con thị mầu con gái phú ông nó đã chửa hoang. À. Hôm nay cho mời các cụ ra đây, ta bàn bổ về cái việc khoán lệ như thế nào. Còn phải bàn bổ gì nữa? Anh xã này. Hả? Anh phải hỏi cho ra nhẽ. Chứ sao dạo này nó lại hư thế này? Tuần đâu? Dạ. Vào nhà phú ông bắt cổ con mầu ra đây cho làng hỏi, nghe chưa? Dạ. Vào làng phú ông bắt cổ ra đây cho làng hỏi, nghe chưa? Dạ 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 dạ, bẩm các cụ, con mầu cô đã ra rồi đấy ạ. Vừa vừa thôi, các cụ chóng mặt lắm rồi. Dạ, chào các cụ. Ô, này các cụ ơi, à, cụ thầy, dòm cho tỏ. Đâu đâu? Cái lão vũ ông, à, lão ấy kinh làng không ra, à, mà lại cho con gái úp giá vào bụng ra lấy phần kia kìa. Ấy, không phải đâu các cụ ơi. Chính nhờ có cái bụng ấy là mới được bữa đinh chén hôm nay đấy ạ. À. Đốt! Ai cho mày bàn việc làm? Mày chỉ nói leo. Cút ngay! Chỉ nói leo. Cút ngay! Nó chửa ra. Lại bảo nó úp giá vào bụng ra lấy phần. Nghe ngóng thì tai nọ sọ tai kia. Ăn nói thì hồ đồ. Mắt mũi để đi đâu thế hử? Thưa các cụ, áo thì cứ chàng, à, mà làng thì cứ xã. À. Làng ta ai cũng thấy hai năm rõ mười rằng con thị mầu nó đã chửa hoang ra rồi. Duy chỉ có cụ thầy đây thì... Vâng, 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 vâng. Dân làng thì đã thực mục sở thị, còn tôi thì nhẫn nhĩ nhập tâm. Vậy để tôi lấy cái tay thay cái mắt sờ thử xem kỹ, à, không lại oan uổng cho nó phải không các cụ? Con mầu đâu? Con mầu đâu? Con mầu đâu? Con mầu đâu? Hả? Các cụ ơi, cháu nó mọc răng rồi các cụ ơi. Mẹ đốt, mẹ đốt. Dạ. Từ sáng đến giờ, tao đã được cái gì vào bụng? À, mồm vẫn khô như mồm chó đá. À, sao mày để cái lão mù dở khám mồm khám mép tao thế hử? Dạ, thưa cụ, đấy là cụ thầy, cụ ấy khám bụng cô mầu. Chẳng may va vào mồm cụ một tí thôi ạ. Ồ, thế ra mồm đồ à, mắt mũi không trông thấy gì. Khách lỗi đồ nhá. Chắc rõ là cái đồ mù dở. Đồ nhất dở. Cái đồ mù dở. Đồ mù dở. Đồ nhất dở. Đồ nhất dở. Đồ nhất dở. Thưa trên có chức vị, dưới có đông đủ dân làng, con thị mầu giờ nó đã chửa hoang. Tôi xã trưởng để tôi hỏi nó. Này anh xã này. Ừ. Anh cứ hỏi cho ra nhẽ. Ừ. Chứ sao dạo này nó hư thế nhỉ? Úi giời ơi, sao mà khiếp thế, rúi khiếp thế nhỉ? Con mầu kia có chót ăn nằm với ai thì khai ra cho bằng thực. Nói ngang, nói ngược, làng sẽ đánh đòn. Nói... Khai ra. Khai ra, nói ngang, nói ngược, làng sẽ đánh đòn. Nằm với ôi ra đây. Ấy chết cô mầu ơi, cô có chót ăn nằm với ai thì cô cứ khai ra để làng còn xét xử chứ. Hay cô có chót xây cái nghiên cái bút của cụ đồ? Cứ xây cứ khoán hử. Đồ nằm với nó hử.
Hay cô có chốt xem quẻ của cụ thầy, gặp phải yêu ma thì cứ lôi thầy ra cho làng ngả vạ. Đúng đúng đúng, tao mù lọ thế này tao biết cái gì mà mày cứ cho tao vào cái chỗ ấy, cho tao vào cái chỗ ấy hử? Dạ, con chỉ giá dụ đấy thôi ạ. Giá dụ láo nào. Hay là cô có chốt lầm cạnh cụ Hương để làng còn bất vả cụ Hương. Ông Hương ơi, ông có tức nói điều gì thì ông cứ nói phụt ra, ông cứ bấm mẹ thế, khó chịu quá. Biết rồi. Không phải đâu cụ thầy à, đấy là ông ấy chỉ trời vạch đất, ông ấy thề là ông ấy không ăn nằm với con mầu đấy. Dạ, thưa các cụ, thế thì làng ta chỉ còn có thể xã là cây cao bóng cả. Không ăn cả được đâu, ăn cả thì mồ mả không yên đâu. Ô, thế nào ai đã ăn được miếng nào đâu, có mỗi cái đấy đấy, có ăn được thì ra mà ăn đi. Hay cô có chốt ngả vào thầy thì để là ngả vạ luôn. Đốp, con mẹ đốp lão đạo, ai việc làng với thứ mày, mày dám nói leo hả? Cút ngay! Đồ nói leo, cút ngay! Con mầu kia ăn nằm với ai thì phải khai ra. Khai ra! Nếu cứ gan lì thì đến phú ông ta cũng chẳng nể nhá. Nể gì mà nể? Này, anh xã này, anh cứ cho tuần du ngứa con mầu ra, đánh đủ trăm roi, có bao nhiêu phải ra bằng hết. Tuần ông! Dạ! Lôi ra đánh đủ trăm roi! Đánh! Chết tao chịu! Ấy! Khoan! Anh xã này! Muốn đánh con mầu bây giờ thì phải cho tuần khoét một cái lỗ! Phải có cô rồi úp cái bụng con mầu xuống rồi hãy đánh, không thì đi tù cả làng chứ không phải chuyện chơi đâu nhé. Con mầu kia có ăn nằm với ai thì khai ra. Liệu khôn ngoan thú thật làng tha, khai ra. Phải đâu là thói dâm tà, bởi chưng xấu máu mới hóa ra thế này đi các cụ ạ. Lão, con này trâu nó vậy quen. Lão, các cụ ơi, làm gì mà đánh mù cả làng lên thế? Nào, các cụ hãy an tọa, sao cứ nhớ nhắc như gà phải mắc cáo thế hả? Đốp, ai cho mày leo lên đây hả? Bước ngay! Đốp, bước ngay! Ai cho mày leo lên đây hả? Cút ngay! Cụ nào? Cụ nào? Các cụ ngồi, các cụ thở chứ! Cụ mày đổ chứ, các cụ à? Đánh cho cả làng chết! Các cụ thở chứ! Các cụ làm được cái việc gì? Con mầu, đã bảo mày rồi, có chót ăn nằm với ai thì khai ra, hãy khai ra để làng còn xét xử. Liệu khôn ngoan thú thật làng tha nằm với ai thì làng cho đoàn tụ vợ chồng. Phải như lời ông xã nói lọt tai thì tôi xin thôi. Ngày rằm lễ tiết tháng tư, thầy mẹ tôi cho đội gạo lên chùa,
thiếu kính tâm nấp ở sau bia, lòng cả nể hóa ra nông nỗi đấy các cụ à. À ra thế đấy, sư mô thế đấy các cụ à. Như thế là con bầu nó đã thú rằng nó thông dâm với tiểu kính ở sau bia. Chuyện đã rõ rồi. Vậy à, giờ thì tính sao hả các cụ? Anh xã này, còn tính toán gì nữa? Cứ cho điệu nhà sư bắt tiểu kính ra đây cho làng hỏi, có bao nhiêu phải ra bằng hết. Tuần Âu. Dạ. Mau chân ra chốn thiền trai, cho mời tiểu kính về đây cho làng hỏi nghe. Dạ. Dạ 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 dạ, bẩm các cụ, nhà sư và tiểu kính đã ra rồi đấy. A-di-đà Phật, chào các cụ. Mời nhà sư đứng đó. Bớ tiểu hỏi đây, sao dám mượn mầu thuyền dở thói mưa mây, quen lối tục tìm đường răng gió. Lệ làng khôn thứ bỏ, phép nước chẳng dung tha, cứ như lời thị màu thú với dân tha. Răng tiểu tư thông cùng ả có không? Nói mau, nói mau. Bây giờ ba mặt một nhai, tiểu kính tâm nói đó, con thị mầu kia, mày nói lại làm sao? Mày nói lại làm sao? Nói đi con, nói đi con. Này thầy tiểu ơi, vui vỗ tay vào tè bỏ hay sao? Chuyện sau kia sẽ chơi được nào? Mới ăn trầu bữa nào với nhau, nào đã lâu đâu mà trôi. Thôi đã chót thì ta cứ thú, để làm cho đoàn tụ vợ chồng. Chuyện sau bia dù có dù không, ta cứ nhận để nên chồng nên vợ. Nhận đi rồi làm cho đoàn tụ vợ chồng mà. A-di-đà Phật, sao bỗng dưng cô lại đặt điều cho kẻ tu hành như vậy? Đấy, nó lại chối các cụ ạ. À. Anh xã này, anh xem thế nào chứ ngọa rồi đấy. Các cụ ạ, à, như vậy chuyện sau bia đã rõ. Tiểu kính kia còn chối được sao? Đừng có dối Phật mày châu, khôn hồn liệu mau tự thú. Trình lệnh làng, oan cho kẻ tu hành này lắm mà. Oan à? Anh xã này, anh xã đâu? Ừ. Anh cứ cho Tuần Nọc tiểu kính ra đánh đủ chầm rồi, có bao nhiêu khỏi ra bằng hết. Tuần đâu? Dạ. Cứ nọc cổ tiểu kính ra đánh đủ chầm rồi sẽ lòi ra bằng hết. Nào, đánh. A-di-đà Phật. Trình lạy làng rộng lòng Bồ Tát, dẹp trận lối đình. À, khoan khoan, ơ à, này chú sư, ơ à, chú định à, nói à, đình làng tôi đi đâu vậy? Trời ơi, lôi đình là cái con tức giận nó như sấm như sét đấy. Người ta gọi là lôi đình. Lôi đình là lôi cái đình kinh. Ăn nói thì hồ đồ, nghe ngóng thì tai nọ sọ tai kia, mắt
mũi để đi đâu thế hử? Quan lệ làng xin nộp phân minh, tha cho tiểu thứ tình làm phúc. A Di Đà Phật. Nghe lời sư nói, dân ta cũng nể. Phải nể anh ta tí chứ. Lẽ ra đánh đủ trăm roi, phải đánh nhiều hơn thế nữa. Thôi, cho dạy. Ừ, cho dạy. Giờ nhà sư là phải y nhời, hẹn sáng mai nộp khoán làng cho đủ. Này, không được thiếu một kém nào đâu nhá. À, các cụ ạ, bây giờ ta về nhà phú ông ngã vạ. Nào, mời cả dân làng, tất cả cùng đi. Đi nào, đi chiến nào, chiến nào, chiến nào.